Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh nha. Hôm nay tiếp tục là những chú cá beta mà mình đã farm xong, đủ sức làm kiển, đủ sức làm giống và đủ sức làm say mê lòng người. Quá hay luôn. Rồi. Số 1 là coi Nemo. Coi Nemo nè các bạn. Dòng coi Nemo này ngày xưa làm khuynh đảo thị trường luôn, làm khuynh đảo, nghiêng ngã, nghiêng thùng đổ nước các kiểu. Nhưng mà bây giờ anh em ép nhiều quá, làm nhiều quá thì coi Nemo này nó khá là nhiều, cho nên giá thành của nó không còn cao như xưa. Tuy vậy, một con coi Nemo trưởng thành và đẹp thì có giá khoảng 150-200 là chuyện bình thường. Riêng Nemo của mình thì chỉ là 70k một chú coi Nemo nha các bạn. Và cũng trong cái đợt này thì các bạn bắt 5 con coi Nemo, hoặc là nói chung là 5 con thì sẽ có quà tặng cho các bạn, đồng thời miễn phí ship cho các bạn luôn. Và với cái đơn hàng 250k các bạn sẽ được miễn phí ship ở mọi miền tổ quốc Việt Nam mình luôn. Với 70k một chú thì các bạn có điều kiện và thực sự đam mê thì hoàn toàn có thể bắt 5 chú về làm kiển hoặc là làm giống nha các bạn. Tại vì con Nemo này rất là chuẩn, rất là đẹp như trên video các bạn thấy đó. Trải qua một cái quá trình chọn lựa form rất là kỹ càng, gay gắt thì ngày giờ hôm nay mình đã cho xuất xưởng được một số em coi Nemo như thế này đây. Và xin mời các bạn ngắm cát của mình, và nếu như các bạn thích hoặc các bạn có nhu cầu nuôi coi Nemo thì liên hệ với mình nha. Các bạn thấy rất là sung đúng không ạ? Coi Nemo rất là sung, kè bóng mà sủi bọt, sủi bong bóng luôn, mình rất là thích mắt. Và khi con Nemo này về, các bạn có thể ghép với lại coi Galaxy, hoặc là các bạn cũng có thể ghép với lại là Red Fancy luôn các bạn, để mình lấy cái máu Nemo của nó. Cái dòng coi Nemo này thì nó có hơi hướng của beta gồng, dãy của nó ánh lên những cái ánh kim đó các bạn, sáng sáng đó, giống như là beta gồng đỏ, gồng đen, gồng vàng ngày xưa vậy đó các bạn. Ngày xưa để có một cái con gồng đỏ mà dãy nó phủ như thế này, hoặc là nó đẹp, nó chuẩn đó, thì rất là khó. Mình nhớ lúc đó là đi kiếm một cái con gồng đỏ chuẩn khó lắm các bạn, khó cực kỳ luôn. Tại vì lúc đó ít người chơi, ít người ép cá quá. Với một phần nữa là ngày xưa mà thương mại điện tử chưa có phát triển, mạng xã hội cũng chưa có phát triển luôn, cho nên là ví dụ một ai đó mà họ ép cá ra được, họ cũng không biết làm sao mà để bán, ngoại trừ việc là đưa ra ngoài thị trường cá kiển như là mấy cái tiệm cá cảnh đâu đó. Cho nên là rất là khó để tìm kiếm cho mình một cái con cá đẹp, một cái dòng cá đẹp để chơi. Mấy cái tiệm cá cảnh thì các bạn biết rồi, họ mua rẻ nhưng mà họ vô họ bán phải có lời, cho nên là họ bán mắc. Đã mà cá gồng lúc đó là beta gồng lúc đó là rất là hiếm, họ người chơi bán cái giá rất là cao, mà khi tiệm cá cảnh họ thu vô cái giá cao như vậy đó, họ bán rất là khó nữa, cho nên họ cũng không có màng tới là mua beta gồng. Mãi đến sau này beta gồng nó mới xuất hiện nhiều trên thị trường, là do bên Việt Nam mình, do các anh em chơi cá beta nè đã làm được, đã ép được đó, nó bắt đầu phổ biến ra. Rồi mình giới thiệu với các bạn luôn, đây là con Fancy vàng, Fancy vàng nha các bạn. Chơi Fancy vàng thì nó hơi cực chút xíu, hơi cực một chút ở cái chỗ là một con Fancy vàng như thế này thì để mà nó sung, để mà trưởng thành, nó lớn và nó sung như thế này nè các bạn,
nó sẽ tốn thời gian nó lâu hơn so với một con ghép fancy. Cái máu của con fancy vàng này nó ngộ lắm, nó không có được sung lắm đâu, nó gần gần giống như con coi vậy đó, nó không có được sung lắm, nhưng mà tới chừng mà nó sung rồi thì nó rất là đẹp đó, như các bạn thấy vàng ống luôn. Con ghép fancy lột đỏ toàn thân thì ok, còn con fancy vàng này thì vàng toàn thân là ok, đừng có đen nhiều quá, đừng có lấm lem nhiều quá, đừng có một cái mảng màu nào đó vô duyên quá thì con fancy vàng này sẽ có giá trị rất là cao. Ai mê màu vàng, ai mê gold thì có thể mua fancy vàng này về nuôi là kiển, sẽ rất là thoải mái, các bạn sẽ rất là thích, tại thỏa mãn với lại cái thú đam mê của mình mà. Và giá của con fancy vàng như thế này là 50k nha các bạn, 50k. Thì cũng như mình đã nói, ngày xưa thì mua cá rất là khó, mà khi mua cá về do những cái kỹ thuật nuôi, kỹ thuật chăm sóc cũng như những cái kinh nghiệm mình không có đó, cho nên là rất là khó để mà ép, cũng như rất là khó để có một cái con cá khỏe mạnh. Còn riêng khi các bạn mua cá trên kênh của mình thì bao cá khỏe mạnh đến tay anh em. Ví dụ như trong quá trình vận chuyển có xảy ra một cái vấn đề nào đó thì mình sẽ bù tiền cho các bạn, hoặc đưa cho các bạn những con cá khác để các bạn lựa, nếu các bạn thấy thích con này, đổi con này được thì mình sẽ ship cho các bạn. Và đương nhiên là mình không có lấy tiền ship. Còn như các bạn không muốn đổi nữa, các bạn nói trả có vấn đề thì mình sẽ hoàn tiền lại cho các bạn. Đó là cam kết để cho các bạn thoải mái, các bạn không phải lo nghĩ gì hết. Fancy vàng này có cái đuôi trắng bạc tia rất là đều, nhìn đã ha các bạn. Nhìn con fancy vàng này rất là hùng dũng và oai nghiêm, mình vàng dãy bạc trắng bạc luôn đó, rất là bắt mắt. Rồi tiếp tục thì là beta coi đuôi kiến, mình hay gọi là đuôi kiến các bạn, kỳ kiến đó, tại vì nó có những cái mảng trong. Thì coi này mình chỉ bán là 30k một chú thôi. Nét đẹp của coi này nó nói chung là nó không có được sặc sỡ, nó không có được rực rỡ như là những cái con beta khác. Nhưng theo mình á, cá này nó đẹp một cách rất là độc và lạ. Độc và lạ nha các bạn. Các bạn có thấy cái môi của con cá không? Nó như tha môi son vậy đó. Nhìn rất là vui. Nhìn rất là vui các bạn. Đó, và kỳ của nó. Nói chung nhìn cũng ấn tượng đó. Được 30k xúc được nha các bạn ơi. Rồi bé này cũng vậy luôn, 30k đẹp lạ nè, đẹp lạ đẹp lùng, cái mô hình trái tim, trời trời, nhìn rất là vui, rất là hài hước đúng không ạ. À, cũng 30k thôi các bạn, xúc cái rụp liền được nha các bạn ơi. Đó, và khi các bạn mua cá này về cũng có thể là các bạn phối với những cái con cá mái khác, những cái con cá mái Galaxy hay Red gì đó, xem như thế nào. Còn mình bán với giá 30k
là do nó không có được rực rỡ như những con cá khác. Nhưng mà đối với mình nó vẫn đẹp nha các bạn, đẹp một cách lạ lùng đó nha. Đó, các bạn thấy không, cái môi kìa, hình trái tim, thấy cưng lắm á. Môi này mà chưa có người yêu là phí lắm. Cho nên là các bạn có bắt về thì cứ giờ cho nó luôn đi, cứ giờ cho nó luôn. Đó, quá tuyệt vời. Rồi, hôm nay mình chia sẻ một số dòng cá như vậy, một số con cá như vậy. Mong là anh em thấy vui và tiếp tục ủng hộ cho kênh cũng như mua cá của mình. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.